Sáng nay, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn thành phố. Đợt này có 100 chức sắc, chức việc trong tôn giáo được tiêm ngừa vaccine COVID-19. Thời gian qua, các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo có nhiều đóng góp tại địa phương, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo, tích cực tham gia phong trào vì an ninh tổ quốc và các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo được xét nghiệm PCR, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y tế ngay từ bàn đón tiếp, hướng dẫn tiếp nhận thông tin, khám sàng lọc, bảo đảm sức khỏe tốt nhất, đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa COVID-19 theo quy định.